Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Ở Đâu Rẻ Nhất, kênh thông tin chuyên review và so sánh giá tất cả các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam hiện nay. Mẫu sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là một bộ lụa satin tay dài, quần dài cao cấp nha các bạn. Đây là hàng cao cấp. Các bạn có thể mua cho mình một bộ đồ như thế này để mặc ngủ, mặc ở nhà khi mà cái thời tiết đang trở lạnh. Và đặc biệt đối với cái dòng sản phẩm này, nó có rất là nhiều mẫu mã và màu sắc. Những cái họa tiết trên sản phẩm này mình thấy vô cùng dễ thương luôn á các bạn. Mặc dù là một bộ đồ tay dài quần dài nó rất là kín đáo, nhưng mà với cái màu sắc như thế này, với cái họa tiết như thế này, nó vẫn luôn tôn lên cái vẻ trẻ trung của các bạn, cái sự năng động của các bạn, và nó thể hiện được cái form dáng của các bạn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ xem qua một số thông tin về cái sản phẩm này. Đây là một shop yêu thích trên Shopee, được đánh giá là 4.9 sao với 759 đánh giá và 2,5 ngàn sản phẩm đã bán. Giá đang dao động từ 95.000 cho đến 129.000 đó các bạn. Giảm 50% nè, giá này là giá giảm 50% nha các bạn. Ở đây cái giá dao động nó thể hiện cho điều gì? Nó thể hiện cho cái size á các bạn, cái size đồ á. Khi mà cái size to, size nhỏ thì nó sẽ dao động trong cái mức giá này nè. Các bạn hãy tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này nha. Rồi, xem qua một số chi tiết về sản phẩm. Thì đây là chất vải lụa satin siêu mềm, mịn mát. Hàng này có túi quần nha các chị em. Đó, thì cái chất liệu mình nói qua một chút xíu về cái chất liệu nha. Đây là một cái chất liệu vải satin lụa nha các bạn. Các bạn mặc các bạn sẽ cảm thấy nó rất là mát. Nó không giống như cái chất liệu thun dày, những cái chất liệu mà nó bị xù lông hay nó tạo cảm giác ngứa. Nhưng đây là một cái chất liệu vải mà các bạn mặc vào các bạn cảm thấy rất là mát và thoải mái. Mặc dù cái form nó là form tay dài quần dài. Rồi, mình sẽ xem qua một số đánh giá về sản phẩm nha. Rất tốt, ưng ý nè, sản phẩm hợp với giá tiền mọi người nên mua. Hơi rộng, về mình đã nói rồi về cái form dáng của các bạn nhớ nói cho kỹ với shop để shop người ta lựa chọn cho các bạn một cái form đồ đúng với cái loại kích cỡ của mình nha. Màu này cực đẹp nên mua nhé mọi người ơi. Mua nhiều lần rồi, giao đúng mẫu, hàng đẹp, đóng gói kỹ nên mua. Đó, tất cả những cái feedback này đều cho thấy rằng là đây là một shop khá uy tín và người ta đã mua rất nhiều lần rồi. Nên các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn hãy mạnh dạn tìm hiểu và mua hàng. Đường link sản phẩm mình đặt sẵn bên dưới, các bạn hãy click vào và xem thêm thông tin nha. Video chia sẻ ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.